Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sáng ngày 2 tháng 10, Pháp tuyên bố sẽ gửi thêm nguồn lực quân sự tới Trung Đông để đối phó với điều họ coi là mối đe dọa từ Iran và triệu tập họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào chiều cùng ngày, theo giờ New York, sau khi Iran phóng loạt tên lửa vào Israel. Trong lúc đó, Trung Quốc sơ tán công dân khỏi Liban để đề phòng chiến sự. Bộ Ngoại giao Pháp đưa ra thông tin trên liên quan đến Iran sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để phối hợp với các nỗ lực ngoại giao. Tuần trước đó, Pháp và Mỹ đã cố gắng đảm bảo lệnh ngừng bắn tạm thời ở Liban chỉ vài giờ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết cũng sẽ sớm tổ chức một hội nghị ủng hộ Liban và đã cử Bộ trưởng Ngoại giao đến khu vực để phối hợp tìm kiếm các sáng kiến ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Trước đó, vào ngày 30 tháng 9, Pháp đã triển khai một tàu sân bay trực thăng đến Trung Đông để chuẩn bị cho trường hợp có lệnh sơ tán. Cùng ngày 2 tháng 10, 146 công dân Trung Quốc và 5 thành viên gia đình có quốc tịch nước ngoài ở Liban đã về đến thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc an toàn trên chuyến bay thuê bao của hãng Air China. Theo thông tin của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hiện tại tất cả các công dân Trung Quốc có ý muốn sơ tán đều đã rời khỏi Liban một cách an toàn. Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, dưới sự hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Liban và SIP, đợt người Hoa đầu tiên tại Liban với 149 người đã rời khỏi nước này và thuận lợi nhập cảnh vào SIP bằng đường biển. Do tình hình căng thẳng ở Trung Đông, các hãng hàng không đã hủy các chuyến bay và biên giới đất liền bị phong tỏa. Những Hoa Kiều bị mắc kẹt ở Liban không thể rời khỏi nước này một cách an toàn. Việc hỗ trợ của cơ quan ngoại giao mang đến sự an toàn và thuận lợi hơn cho những Hoa Kiều có mong muốn rời khỏi đây. Liên quan đến tình hình ở Liban, tại buổi họp báo diễn ra ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc lo lắng về tình hình căng thẳng khu vực leo thang. Trung Quốc phản đối các hành vi vi phạm chủ quyền của Liban, phản đối và lên án mọi hành động gây tổn hại cho người dân vô tội, phản đối các động thái làm gia tăng xung đột và làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan, đặc biệt là Israel, thực hiện các biện pháp lập tức hạ nhiệt tình hình, ngăn chặn xung đột lan rộng hoặc vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo người phát ngôn, căng thẳng giữa Liban và Israel là biểu hiện lan rộng của cuộc xung đột ở dải Gaza. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sớm chấm dứt xung đột ở Gaza và bảo vệ hòa bình, ổn định ở Trung Đông. Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi tại Yemen, Yahya Saree, cho biết, ngày 2 tháng 10, lực lượng này tấn công nhằm vào các vị trí quân sự sâu trong lãnh thổ Israel bằng rocket Quds 5. Hiện chưa có thông báo của quân đội Israel về vụ phóng rocket từ Yemen. Ông Saree cũng tuyên bố Houthi sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Israel cho đến khi cuộc xung đột tại Gaza và Liban chấm dứt. Cuối tuần qua, Israel cũng tuyên bố tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen, cách Israel hơn 2.000 km, để đáp trả việc nhóm vũ trang nhiều lần phóng tên lửa nhằm vào nước này. Đợt tập kích của quân đội Israel diễn ra sau khi Houthi vào ngày 28 tháng 9 phóng một tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay Ben Gurion thuộc miền trung Israel, gần thời điểm máy bay chở Thủ tướng Benjamin Netanyahu tới đây. Phòng không Israel tuyên bố bắn hạ quả đạn bên ngoài biên giới nước này. Kể từ tháng 11 năm ngoái, lực lượng Houthi bắt đầu thực hiện các vụ tấn công tàu thuyền qua lại Biển Đỏ và Vịnh Aden nhằm thể hiện sự đoàn kết với Palestine trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của nhóm này đã làm gián đoạn giao thông hàng hải ở Biển Đỏ, kéo theo các cuộc tấn công đáp trả của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng trên. Trước đợt tấn công bằng tên lửa dồn dập từ Iran nhằm vào Israel trong ngày 1 tháng 10, hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phóng khoảng chục tên lửa đánh chặn, hỗ trợ bảo vệ đồng minh Trung Đông. Tuy nhiên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Không quân Pat Ryder, từ chối tiết lộ loại vũ khí nào được các tàu khu trục Cole và Bunkley sử dụng, hoặc liệu các tên lửa này có đánh chặn thành công hay không. Dẫn lời Thiếu tướng Ryder, trang Defense News đưa tin hoạt động đánh chặn diễn ra khi cả hai tàu đều ở phía đông Địa Trung Hải. Cuộc tấn công quy mô lớn trực tiếp bằng tên lửa ngày 1 tháng 10 là cuộc tấn công thứ hai của Iran trong năm nay vào lãnh thổ Israel và một lần nữa đe dọa đến việc châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Một tương lai ảm đạm mà Mỹ cùng các nhà hòa giải đã nỗ lực ngăn chặn kể từ khi lực lượng vũ trang Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thiếu tướng Ryder nêu rõ, các báo cáo ban đầu cho thấy Israel đã đánh chặn phần lớn các tên lửa đang bay tới và chỉ gây thiệt hại rất ít trên mặt đất. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan đánh giá, đòn phản ứng lần này của Iran là thất bại và không hiệu quả, nhưng cảnh báo động thái cũng đánh dấu sự leo thang đáng kể. Cố vấn Sullivan nhấn mạnh, trước mắt, kết quả này thể hiện sự chuyên nghiệp của IDF, nhưng phần lớn là nhờ vào sự phối hợp khéo léo của quân đội Mỹ và kế hoạch chung tỉ mỉ để chuẩn bị cho cuộc tấn công.
phản ứng trước đợt tấn công mới nhất của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel và ra lệnh cho Lầu Năm Góc hỗ trợ phòng thủ Israel chống lại mọi cuộc tấn công trong tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thảo luận với người đồng cấp Israel về cuộc tấn công và hậu quả nghiêm trọng sẽ xảy ra sau đó đối với Iran. Người phát ngôn Reuters không giải thích thêm về những hậu quả đó sẽ là gì, cũng như liệu Mỹ có hỗ trợ Israel tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran hay không. Cuộc tấn công của Iran diễn ra một tuần sau khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah ở Liban. Cuộc tấn công ở Beirut tiếp theo là các hoạt động quân sự mà Israel tiến hành qua biên giới đã làm leo thang một cuộc xung đột đang bùng nổ ở Liban. Về phần mình, Mỹ đã tăng cường lực lượng đến Trung Đông để giúp bảo vệ Israel và lực lượng của mình. Tuần qua, Washington đã điều thêm 3 phi đội máy bay chiến đấu bao gồm F-15, F-16 và A-10 tới Trung Đông, tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu trong Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã ra lệnh cho tàu sân bay Abraham Lincoln ở lại khu vực này như một thành trì phản ứng trước một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Một tàu sân bay khác là Harry Truman cũng đang trên đường đến Bộ Tư lệnh châu Âu của quân đội Mỹ. Theo Lầu Năm Góc, các chỉ đạo mới về điều động quân sẽ bổ sung thêm vài nghìn binh sĩ so với 40.000 quân hiện có trực thuộc CENTCOM. Mỹ khẳng định rằng sự gia tăng lực lượng đã giúp ngăn chặn một cuộc chiến rộng lớn hơn trong khu vực, bất chấp các cuộc tấn công gần đây. Hiện tại, lực lượng Mỹ cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn từ các lực lượng thân Iran trong khu vực. Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen cũng đã phát động một cuộc tấn công phức tạp bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình vào các tàu của Mỹ ở Biển Đỏ. Các quan chức cho biết không có tàu nào bị tấn công và không có thủy thủ nào bị thương. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố, nước này lần đầu tiên đã sử dụng tên lửa vượt âm tự chế Fatah để tấn công Israel. Fatah được coi là tên lửa vượt âm đầu tiên do Iran sản xuất trong nước. Quân đội Iran đã cho trình làng mẫu tên lửa này vào năm ngoái, đồng thời tiết lộ vũ khí có thể di chuyển với tốc độ gấp 15 lần tốc độ âm thanh và có khả năng nhắm mục tiêu vào các hệ thống phòng thủ tên lửa. Hãng thông tấn bán chính thống MIR của Iran đã trích dẫn tuyên bố của IRGC cho hay rằng họ đã dùng tên lửa Fatah 2 tiên tiến nhất để qua mặt radar và phá hủy hệ thống phòng không Arrow của Israel trong vụ tấn công quy mô tối ngày 1 tháng 10. Theo IRGC, 80-90% tên lửa được sử dụng trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 2 đã bắn trúng vào các mục tiêu Israel, bao gồm cả căn cứ không quân theo Nof, gần theo Aviv và khu vực Nes Sarim gần dải Gaza. Quân đội Iran cũng khẳng định đã phá hủy một số lượng lớn xe tăng của đối phương trong đợt tập kích này. Giới chức Israel hiện chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do IRGC đưa ra. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê Iran đã bắn tới 180 quả tên lửa vào lãnh thổ nước này tối 1 tháng 10. Đài CNN dẫn lời Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá, cuộc tấn công mới nhất của Iran nhằm vào Israel có quy mô lớn gấp đôi vụ tập kích của họ thực hiện hồi tháng 4, xét về số lượng tên lửa đạn đạo. Trong số khoảng 180 tên lửa mà lực lượng phòng vệ Israel cho biết rằng Iran đã bắn vào đêm 1 tháng 10, có ít nhất 3 mục tiêu rõ ràng đã xuất hiện qua phân tích của CNN về các video định vị địa lý trong cuộc tấn công. Vẫn còn quá sớm để biết được liệu cuộc tấn công đó có gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào hay không. Điều này cần có ánh sáng ban ngày và có thể nhìn thấy hình ảnh vệ tinh. Nhưng bằng cách phân tích các video từ cuộc tấn công, chúng ta có thể hình dung được mục tiêu mà Iran nhắm tới. Các cảnh quay cho thấy một lượng lớn tên lửa đã rơi xuống hoặc gần trụ sở của Mossad, tình báo Israel, căn cứ không quân Nevatim và căn cứ không quân Tanof. Những địa điểm đó phần lớn trùng khớp với những gì mà cộng đồng tình báo của Mỹ và người Israel tin rằng sẽ bị nhắm tới. Israel đánh giá rằng Iran có khả năng sẽ tấn công 3 căn cứ không quân và 1 căn cứ tình báo của Israel. Hãng tin CNN cũng dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ giấu tên cho rằng các mục tiêu tiềm năng của Iran bao gồm các căn cứ không quân và trung tâm chỉ huy tình báo. Các video cho thấy ít nhất 2 tên lửa rơi gần trụ sở Mossad ở khu phố Glilot của Tel Aviv, một khu cộng đồng dân cư với nhiều tòa cư dân và thương mại. Tại sa mạc Negev ở miền nam Israel, các video cho thấy một số lượng lớn tên lửa của Iran bắn trúng căn cứ Nevatim. Cơ sở này là một trong những cơ sở lớn nhất của Israel, trước đó đã bị Iran tấn công trong cuộc tấn công ngày 13 tháng 4. IDF cho biết thiệt hại là rất nhỏ. Tại khu vực căn cứ Tel Nof của Tel Aviv, hơn 15 dặm về phía nam, một đoạn video khác cho thấy có một số vụ nổ.
Ngoài ra, chính quyền Israel cũng đang xem xét các mảnh đạn để xác định loại tên lửa được sử dụng sau cuộc tấn công do Iran thực hiện vào ngày 1 tháng 10. Phóng viên Jeremy Diamond của CNN đã đưa tin về hiện trường vụ tấn công gần một trường học ở thị trấn Jedera, miền trung Israel, cho biết tác động của vụ tấn công đã khiến cho một bức tường và cửa sổ của một số lớp học bị vỡ tan, bên trong có thiệt hại đáng kể. Có thể thấy công nhân và máy móc hạng nặng ở phía sau đang dọn dẹp đống đổ nát xung quanh một miệng hố lớn có độ sâu khoảng 8 feet ở phần sâu nhất. Các mảnh vỡ cũng có thể được tìm thấy khi chúng được thu thập để phân tích thêm. Không có thương vong nào được báo cáo, nhưng nhiều giờ trước vụ tấn công, trẻ em đã đến trường. Theo Trevor Ball, cựu kỹ thuật viên vật liệu nổ cấp cao của quân đội Mỹ, những gì còn sót lại của một tên lửa đạn đạo Iran, bao gồm bộ phận dẫn đường và đầu đạn, được tìm thấy trong các hình ảnh và video do CNN ghi lại tại địa điểm hố bom. Ông cho biết rất khó có thể xác định được các mô hình do thiếu hình ảnh tham khảo. Cuộc tấn công của Iran vào Israel ngày 1 tháng 10 có thể đã làm thay đổi tình hình vốn đã vô cùng căng thẳng ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Tehran sẽ phải trả giá. Cho đến nay, Iran chủ yếu sử dụng các lực lượng ủy nhiệm của mình trong khu vực Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen để tấn công Israel. Khi tấn công trực tiếp Israel vào tháng 4, sau khi cáo buộc nước này đánh bom khu vực phức hợp ngoại giao của mình tại Syria, cuộc tấn công này dường như được thiết kế để gây hiệu ứng hơn là tác động. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Chỉ vài giờ sau khi các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10, nói Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel, cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng Zimes dẫn tuyên bố của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay, họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam của Israel. Các lực lượng Tehran từng nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự diễn ra ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Ararat al-Nakab nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!